anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh H2 Racing. Hôm nay mình sẽ giải thích và hướng dẫn cho anh em cách bắt và thả cái máy bấm Simi X8SE này bằng tay. Thì đầu tiên là về lý do tại sao chúng ta lại phải bay và thả, rồi bay và bắt chiếc này bằng tay. Thì như anh em đã biết, tất cả các gimbal đều dùng cảm biến, đều dùng motor không trổi than và cảm biến hôn để xác định cái vị trí, cái góc của gimbal này này. Cái đặc biệt cái con Fimi này, cái gimbal nó làm rất là sát với cả mặt đất. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu khởi động máy bay ấy, thì bụi nó sẽ vào ở những cái khe của gimbal này này. Thì sẽ làm cho cái con cảm biến đấy nó bị nhiễu, nó sẽ sai. Ở trên YouTube đã có rất nhiều video anh em đánh giá là bị Zenlo hoặc là bị gimbal bị lệch. Mình nghĩ khả năng rất lớn là do là để ở dưới đất xong bụi vào gimbal nên là bị những cái bệnh như thế. À ngoài ra nhé, con này nó có những cái lỗ tản nhiệt ở đây này. Nếu chúng ta để ở dưới đất, cát bụi có thể bay vào đây. Ở đây có một cái quạt ở trong. Nếu bụi cát vào thì kẹt quạt, rất nguy hiểm. Thực ra thì cách tốt nhất là nên dùng cái tấm thảm để ở dưới để bay, nhưng mà nhiều khi chúng ta không thể nào mà lúc nào cũng có cái tấm đấy, hoặc là cái địa hình nó bị hiểm trở. Thì đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến anh em cách để có thể bay và bắt con này bằng tay không. Ok. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải tắt cái Perseid landing của máy đi. Đó. Sau khi tắt đi thì chúng ta mới có thể bắt được bằng tay, nếu không thì nó sẽ bay luôn. Đầu tiên khi bay chúng ta phải giữ tay như thế này, giơ cao lên và ấn nút, giữ nút ở đây, nó sẽ tự động bay lên. Chúng ta sẽ hạ độ cao máy bay, giữ tay, sau đó giữ này, vậy là xong. Ok, đó chính là cách để có thể bay và bắt con này bằng tay, rất đơn giản. Đó, cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu thấy clip này hay và bổ ích, hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để mình có thêm những video để test tính năng khác của con này. Cảm ơn anh em.